Đây là một chiếc máy không chỉ để chơi, để nghe nhạc, mà chính xác nó là tất cả những gì mà bạn đang cần. Thì đây chính là cái câu nói mà hãng Sharp đã giới thiệu cái con model này cho tất cả các người nghe vào năm 1987. Model đó là Sharp CD X10, một trong những cái chiếc máy mà có công suất lên tới 70W. Rồi, bây giờ thì chơi CD ha. Tiếng chép nó rất nhuyễn nha. Trước khi đi vào vấn đề chính thì rất mong em hãy like cũng như subscribe đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Hôm nay em sẽ đem đến mọi người một chiếc máy model rất là gấu đến từ thương hiệu của Sharp, có model đó là CD X10. Toàn bộ tất cả những cái dòng này nó không khác gì một cái dàn âm thanh cả, vì chúng ta có thể tách rời, bố trí ở nhiều vị trí khác nhau. Còn đây nguyên khối của nó có thể chơi được CD nè. Và điều đặc biệt là em nói chơi hai băng cái set cùng chung một học như này. Và chúng ta có thể dễ dàng thao tác chuyển qua 1, 2, hoặc là chúng ta có thể chơi được đảo chiều. Cách bố trí của equalizer của cái con Sharp này cũng rất là độc. Nó gần như nó ẩn vào cái phần những cái đường khứa này luôn. Con này có công suất lên tới 70W nên đâm ra cái lực đánh của cái con Sharp X10 này rất là mạnh. Và cái loa của nó là loa bằng gỗ, nó không phải như là loa nhựa như tất cả các anh em thường thấy. Và cái con này phải nói là đánh rất là hay. Cái điểm tiếp theo mà em rất thích cái con Sharp này là cái phần đèn tia nhảy này rất là đẹp. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ test luôn. Đầu tiên thì em sẽ cho anh em nghe cái phần cassette trước đi. Chúng ta sẽ chuyển qua cái phần cassette ha. Ở đây nó sẽ là đèn và cũng là nút bấm luôn nha. Có thể chơi được 2 chiều. Chơi sang cái học 1 hay học 2 thì chúng ta sẽ chuyển qua cái nút này. Đấy, bây giờ thì nó đã hiển thị cái phần học 2 rồi. Anh em nghe. Những cánh hoa trắng xinh lung linh trong ánh nắng, hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh. Nhớ lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối băng, hơi nhanh lan rừng la vẫn xanh. Và chúng ta chơi cái chiều ngược lại của cái băng. Đẹp lắm. Mùa xuân nói với em điều gì mà sao mắt em vui thế? Tình yêu nói với em điều gì? Rồi, bây giờ thì chơi CD ha. Tiếng chép nó rất nhuyễn nha. Tôi có người
người vợ ngoan đẹp như trăng mười sao. Hay quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ hạ volume tí xong nó chuyển qua cái tuner. Nhà nước chủ trì các cuộc đàm phán trong vai trò chủ tịch nước. Ông có ăn không? Có ăn thôi anh. Có ăn nhưng không đóng tiền. Thì và chị chịu được cái người chồng này cũng 30 năm nay rồi, 34 năm rồi em. Đôi bên bố mẹ em cũng lo lắng được hết, chả hiểu được cả bố mẹ. Rồi ở phía đằng sau của con sáp X10 này thì chúng ta có thể cổng line in line out nè, để chúng ta có thể chơi những cái thiết bị âm thanh bên ngoài hoặc là phát ra những cái dạng âm thanh khác. Chúng ta sẽ có một cái anten của AM và mắc in dao băng ha, model đó là CD X10, một chiếc máy cực kỳ đáng chơi. Và cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LV Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.